Hành trình xây dựng công ty tỷ USD khi mới 19 tuổi của chàng trai người Anh. 19 tuổi anh thành lập công ty, sau đó từ chức CEO vì nghĩ mình quá trẻ và để học hỏi thêm các lĩnh vực khác. Giờ đây ở độ tuổi 29, anh trở lại vị trí CEO với nhiều kế hoạch tham vọng. Đó là những nét chính về Ben Ferguson, một doanh nhân 29 tuổi người Anh, người sáng lập và CEO của thương hiệu đồ thể dục hai hiện có giá trị 1 tỷ USD. Từ chức CEO vì cho rằng mình quá trẻ Ben Ferguson thành lập Ha khi mới 19 tuổi, 4 năm sau vì cho rằng mình quá trẻ, chưa phù hợp với vai trò CEO nên anh đã từ chức trong một quyết định mà anh mô tả là hơi đau lòng. Nhưng giờ đây, 6 năm sau, anh đã trở lại với vai trò lãnh đạo này và cho rằng quyết định từ chức lúc đó là tốt nhất cho công ty. Chia sẻ với CNBC Max ít ngay sau khi vừa đảm nhận chức CEO, người sáng lập Ha cho biết, Giám đốc điều hành không phải là vai trò phù hợp khi tôi chưa đến 20 tuổi. Chỉ vì tôi khởi nghiệp kinh doanh với tốc độ phát triển rất nhanh không có nghĩa tôi là một giám đốc điều hành có năng lực nhất lúc đó thương hiệu đồ thể dục và phụ kiện trực tuyến Ha đã tăng trưởng rất nhanh kể từ khi Phờ Gian Xít bắt đầu tạo ra trang web bán đồ thể dục. Lúc đó anh đang là sinh viên đại học, cách đây một thập kỷ. Doanh thu của công ty đã tăng gấp 10 lần trong 4 năm qua, lên 400 triệu bảng, tương đương 550 triệu USD trong năm nay, theo báo cáo tài chính cả năm của công ty công bố hồi tháng 7. Ha cũng đã tăng gần gấp đôi số lượng nhân viên chỉ trong 12 tháng qua, lên đến hơn 800 nhân viên. Cách đây 6 năm, Xít đã từ chức CEO và giao quyền giám đốc điều hành cho ông Steve Haywitter, một cựu giám đốc của Zbox. Xít cho biết, quyết định lùi lại này thực sự đã mang đến cho anh một cơ hội tuyệt vời để thử sức trong các lĩnh vực khác nhau của doanh nghiệp. Trong 6 năm đó, Xít đã trải qua nhiều vai trò khác nhau từ giám đốc công nghệ, giám đốc marketing và giám đốc sản phẩm. Theo Xít, điều này đã giúp anh có thời gian để vừa khắc phục những điểm yếu của mình vừa phát huy những điểm mạnh mà không còn phải lo lắng về thất bại bởi anh đã được hỗ trợ đầy đủ từ ông Hewitter và chủ tịch Paul G. Chatson. Phở gian xích phí điều này như một bài kiểm tra và phải làm thường xuyên cho đến khi đạt được kết quả như mong muốn. Kế hoạch tham vọng mặc dù mới quay trở lại vị trí CEO chỉ trong hai tuần nhưng Phở Gian Xít đã có những kế hoạch tham vọng cho công việc kinh doanh. Anh chia sẻ, nhiều nước hiện có những thương hiệu đồ thể thao tên tuổi của riêng họ, chẳng hạn như Lululemon ở Canada, Nike và Under ở Mỹ, hay Adidas và Puma ở Đức. Và anh thích điều đó. Tôi thực sự nghĩ rằng Ha có thể là câu trả lời của anh cho những thương hiệu như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa anh là nơi bắt đầu và kết thúc của chúng tôi. Chúng tôi muốn trở thành một thương hiệu toàn cầu thực sự. Vị CEO 29 tuổi tự tin nói và cho biết anh đã được truyền cảm hứng từ những thương hiệu khác như hãng xe hơi Jaguar Land Rover. Tôi biết họ là một thương hiệu của anh và cũng đến từ con phố mà tôi đã lớn lên. Nhưng thật tuyệt khi ở nước ngoài mà vẫn nhìn thấy những chiếc xe của họ chạy trên đường phố, anh nói. Phờ vâng Gian sinh ra và lớn lên ở hạt West Midland. Hiện trụ sở chính của Ha được đặt tại Solihull, ngoài Obimingham. Ngoài văn phòng làm việc, ở Ha còn có các khuôn viên hoàn chỉnh với câu lạc bộ cử tạ và phòng tập gym cho nhân viên. Đây là một sự thay đổi ấn tượng so với 10 năm trước khi anh bắt đầu sản xuất những bộ quần áo thể dục đầu tiên trong nhà để xe của bố mẹ. Khởi đầu của Ha ngay từ thời niên thiếu, trong những ngày trải nghiệm làm việc giúp ông nội, người điều hành một công ty lớp lót lò nung, Phở Gian Xít đã muốn có một công ty của riêng mình. Sau đó, một lớp học công nghệ thông tin ở trường đã khơi dậy niềm đam mê xây dựng trang web và các ứng dụng của Phờ Gian Xít. Cùng thời điểm, Phờ Gian Xít cũng có niềm yêu thích với môn thể hình. Vì vậy, hai thứ đó đã kết hợp lại với nhau và tôi bắt đầu tạo ra một loạt các trang web thể dục thể hình. Điều đó thật thú vị, anh giải thích. Năm 2011, khi còn là một sinh viên 19 tuổi của Đại học Birmingham, Phờ Gian Xít đã tạo ra phiên bản đầu tiên của trang web ha. Năm 2012, anh hợp tác kinh doanh với một người bạn học là Lewis Morgan cùng làm việc trong ngành công nghiệp thể hình. Đôi bạn ban đầu sử dụng trang web Ha để bán các sản phẩm thể hình theo hình thức giáp hiếp, mô hình kinh doanh trực tuyến không cần bỏ vốn, không cần nhập hàng nhưng vẫn bán được sản phẩm. Sau đó, họ sử dụng số tiền kiếm được từ công việc kinh doanh này cùng với số tiền mà Phở Gian Xít dành dụng khi làm giao hàng cho Pizza Hut để mua một chiếc máy khâu và máy in, bắt đầu sản xuất đồ thể dục thể thao riêng của họ. Nhật Linh theo CNBC